Chiều ngày 26 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai đã tổ chức chung kết hội thi bác sĩ trẻ, điều dưỡng, nữ hậu sinh giỏi năm 2022. Hội thi đã tổ chức thi vòng loại từ đầu tháng 8. Sau các vòng thi, ban tổ chức đã chọn ra 100 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết, trong đó có 50 bác sĩ và 50 điều dưỡng, nữ hậu sinh, kỹ thuật viên. Ở vòng thi chung kết, các thí sinh chia làm 50 đội, mỗi đội có một bác sĩ với một điều dưỡng, nữ hậu sinh hay kỹ thuật viên với hình thức thi rung chuông vàng loại trực tiếp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích. Theo đó, giải nhất thuộc về bác sĩ Phan Thị Hoài, khoa bệnh nhiệt đới và điều dưỡng Phan Thị Quỳnh Anh, khoa hồi sức tích cực. Giải nhì thuộc về bác sĩ Đặng Quang Đạt, khoa nội thần kinh và điều dưỡng Trần Thị Vân, khoa răng hàm mặt. Giải ba thuộc về bác sĩ và điều dưỡng khoa thận nhân tạo. Phát biểu tại hội thi chung kết, tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Dũng, giám đốc bệnh viện đa khoa thống nhất cho biết hội thi là cơ hội để các y bác sĩ giao lưu học hỏi từ đó mỗi nhân viên y tế ngày càng hoàn thiện hơn về chuyên môn nâng cao trách nhiệm y đức để công tác chăm sóc điều trị người bệnh ngày càng tốt hơn